chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình đến chùa Vương Cốc chấp của Sở huyện Long Phú để mình ghi lại những cái hình ảnh về chiếc ghe ngò và ngôi chùa có trên 100 năm như thế nào. Và quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều vui trong cuộc sống. Và bây giờ đồng hành cùng vào bên trong ngôi chùa để tham quan. Thì hôm nay Chợ Miền Tây đến đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị về cái ngôi chùa Vương Cốc chấp chắc của huyện Long Phú. Thì ngôi chùa này có trên lịch sử trên 100 năm quý cô chú anh chị. Thì hôm nay mình đến để chia sẻ cho quý cô chú anh chị về cái hình ảnh và bên ngoài của ngôi chùa có tổng diện tích là 46.000 m², thành lập 1773 tới giờ nha quý cô chú anh chị, trên 100 năm. Thì ngôi chùa này cũng có không cảnh rất là đẹp. Mình đến đây để mình review chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem. Đó, phía trước mình đó là cái chánh điện nha quý cô chú anh chị. Cái chánh điện rất là đẹp. À, thì đây là một cái kiến trúc của người Khmer rất là độc đáo và tinh xảo nha quý cô chú anh chị. Đây, rất là đẹp, có kiến trúc rất cực kỳ đẹp. Đó là hoàn cảnh của mà trước cái chánh điện của chùa các bạn, không gian rất là rộng. Quý cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Thì mình sẽ đi dạo một vòng ở khu vực này để gửi đến quý cô chú anh chị xem về ngôi chùa của huyện Long Phú thuộc về tỉnh Sóc Trăng nha quý cô chú anh chị. Thì trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói về chùa Khmer của đồng bào mình thì khá là nhiều và những cái kiến trúc rất là đẹp mắt và cái không gian bên ngoài thì rất là đẹp và yên tĩnh, trong lành và thoáng mát. Đây, để mình đi dọc một vòng để cho quý cô chú anh chị xem về cái ngôi chùa của đồng bào Khmer Sóc Trăng. Các bạn thấy nè, cái chánh điện của chùa lung linh huyền ảo luôn, kỳ đẹp. Bây giờ mình sẽ đi đến phía trước cái chánh điện của chú anh chị. Đây, thì cái chánh điện nằm ở đây nghe quý chú anh chị. Thì ở đây cũng có cái bảng mà để về ngôi thực sự ngôi chùa, thì Thanh sẽ đến đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem luôn. Thì trước hết mình đứng chiêm ngưỡng về cái chánh điện của ngôi chùa trước. Đây là toàn cảnh của ngôi chùa nghe các bạn, ở khu vực chánh điện. Bây giờ Thanh sẽ đi dọc lại quý anh chị xem. Đây cái bảng để mà quý vị ngôi chùa Vương Cốc chấp chắc, tổng diện tích là 46.000 m², thành lập năm 1773. Đây có quý cô chú anh chị được ghi lại tại trước cái chánh điện luôn. Đây là cái khu toàn cảnh của mình để mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị. Trước cái chánh điện có hai ông bạch tượng. Tiếng chim hót quá trời luôn quý cô chú anh chị.
Đây là cái hướng vào của ngôi chùa nha các bạn. Đường vào, hai bên có cổng, cái hàng cao tam banh các bạn, rất là đẹp. Đây hôm nay thì tục đến phía sau chùa để mình xem về cái ghe ngò của ổng chùa quý cô chú anh chị. Đây, bây giờ mình đang đến cái ghe của chùa nha, chùa Bưng Cốc Phúc Chắc. Đây là một trong những chiếc ghe cũng đã từng tham gia giải đấu của thành phố Sóc Trăng năm 2020. Đây thì năm nay thì theo thông tin của và trong chùa thì năm nay ghe này sẽ không có tham gia giải đấu nha quý cô chú anh chị, lý do là hạn hẹp về kinh phí. Thì một chút xíu mình sẽ review cho quý cô chú anh chị xem được chiếc ghe ngò tại bổn chùa như thế nào nha. Bây giờ mình đang đứng này. Thì năm nay ghe này cũng không có tu sửa gì chân bạn, lý do là không có tham gia cho nên bổn chùa cũng không có chuẩn bị cho ghe như thế nào cả. Thì các bạn nhìn thấy thì đầu mục hết trơn rồi nè, đầu ghe cũng mục hết trơn. Nếu mà tham gia thì giờ này chuẩn bị phải tăng trang lại, tăng sửa cho ghe nó hoàn chỉnh để chuyên là tham gia giải đấu, nhưng mà năm nay sẽ không có tham gia cho nên ghe vẫn còn nguyên tại chợ ghe. Thì mình đến đây để review cho quý cô chú anh chị xem về những chiếc ghe ngò, những cái ngôi chùa sở hữu những chiếc ghe ngò có từng tham gia giải đấu của thành phố Sóc Trăng đó. Hôm nay đến đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem. Đây. Nhiều câu vẫn còn trên ghe luôn quý cô chú anh chị. Sẽ đi dọc cho quý anh chị thấy nha. Thì bên trong mình thấy ghe cũng còn đẹp, nhưng mà thì năm nay chùa Bưng Cốc Chấp Chấp cũ sẽ không tham gia giải đấu, nhưng mà chùa mới sẽ tham gia giải đấu của quý cô chú anh chị. Thì trong những video kế tiếp thì mình sẽ đến chùa mới để review để mà xem cái tiến độ của chùa mới như thế nào nha. Trong những video sau thì quý cô chú hãy đón xem, mình tiếp tục mình chia sẻ cho quý cô chú anh chị thấy về ngôi chùa Bưng Cốc Chấp Chấp Thơ Mây chuẩn bị tiến độ ghe trong những video sau của mình. Nên mình đến đây mình chia sẻ cho quý chú anh chị về cái ngôi chùa này trước. Nó cần câu nha quý cô chú kìa, cần câu của ghe. Đi dọc là quý cô chú thấy nha. Đây còn chiếc ghe của chùa nha các bạn. Thì đây nó nằm trong cái trại ghe. Cái ghe này thì cây nó cũng mục nữa các bạn ơi. Xung quanh cái trại ghe này của cây nó cũng mục nữa. Mái tôn không giống như những cái trại ghe khác. Chùa này cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị thấy đó. Đây, chỗ chạy ghe
mối tùm lum hết trơn với cô chú anh chị. Đây là cái khung cảnh bên ngoài của chùa nằm sát cây ghe. Này cũng có cái cây dừa quá là bự luôn của chú anh chị đó, quá trời tàn luôn. Tây cũng xin tạm dừng video tại đây, xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cùng mình xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của chợ miền Tây. Bye bye.